chính sách đối nội và đối ngoại của Tô Đại Tướng sẽ ra sao sau khi nắm trọn quyền lực. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào ngày 22 tháng 5 năm 2024, Quốc hội Việt Nam với số phiếu đồng thuận rất cao đã thống nhất bầu Đại tướng Công an Tô Lâm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 cho thời gian còn lại. Tuy nhiên, sau khi tân Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nhậm chức thì có rất ít các quốc gia gửi điện chúc mừng. Sau một ngày, chỉ có vài quốc gia độc đảng như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, v.v. là gửi. Theo giới quan sát, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 cho đến nay, ông Tô Lâm đã có một số hành động tài tiếng. Điển hình là vụ vào tháng 7 năm 2017, ông đã tổ chức trực tiếp chỉ đạo mật vụ Việt Nam bắt cóc công dân Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Đức, với Liên minh châu Âu và các quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, ngay sau khi Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội Việt Nam thống nhất giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, thì ngày 7 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông báo cho biết. Nhân dịp Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo các nước Mỹ, Hà Lan, Đức, Bulgaria và Serbia đã gửi thư điện chúc mừng. Đáng chú ý, trong điện chúc mừng của Tổng thống Hoa Kỳ Biden, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong thư mừng, Tổng thống Mỹ Biden chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và tái khẳng định cam kết Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Đồng thời, Tổng thống Biden đã bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ còn phát triển hơn nữa trong những năm tới và mong muốn được hợp tác với Chủ tịch nước Tô Lâm để biến tương lai đó trở thành hiện thực và để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và an toàn cho tất cả. Theo giới quan sát, việc Hoa Kỳ chính thức gửi điện mừng khi biết chắc chắn rằng Tô Lâm sẽ nắm quyền lực cao nhất nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là một việc làm thận trọng và cần thiết. Theo đó, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, cho tới nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được phía Mỹ đánh giá là một trong những lãnh đạo Việt Nam được Hoa Kỳ tin tưởng trong sự hợp tác về vấn đề an ninh, tình báo giữa hai nước. Những điều việc kể trên có trái ngược với những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm là một nhân vật có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc hay không? Thậm chí nhiều ý kiến khẳng định sau khi nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng, ông Tô Lâm sẽ dập khuôn theo mô hình của nhà nước Trung Quốc. Đó là tăng cường hệ thống kiểm soát chặt chẽ và hạn chế quyền tự do đối với dân chúng. Đồng thời, ông Tô Lâm sẽ nhất thể hóa hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng bí thư như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc hiện nay. Theo giới phân tích, với lý do Đảng Cộng sản Việt Nam là một bản sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do vậy gần như tuyệt đối các lãnh đạo Việt Nam phải có mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh là điều dễ hiểu. Nếu không, họ sẽ bị Trung Nam Hải tìm cách loại trừ ngay lập tức. Vẫn theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tiết lộ một chi tiết đáng chú ý như sau. Có ý kiến cho rằng các lãnh đạo bên đảng sẽ thân Trung Quốc, còn lãnh đạo bên chính phủ sẽ thân với Mỹ hơn. Điều này cũng giống như một xu hướng trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016. Khi đó, nhiều ý kiến đánh giá cựu Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng có xu hướng phóng khoáng phương Tây và ngược lại ông Ba Dũng không ngần ngại khi tuyên bố khi nói về quan hệ với Trung Quốc rằng không đánh đổi chủ quyền quốc gia, lấy tình hữu nghị viển vông. Ông Tô Lâm là một nhân vật được đánh giá là có mối quan hệ gần gũi với cựu Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng và ông Tô Lâm có 6 năm trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an trong chính phủ của ông Ba Dũng. Theo giới phân tích về chính sách đối nội trong thời gian sắp tới, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục thể hiện rõ mục tiêu ổn định chính trị của Việt Nam là vấn đề hàng đầu, điều mà chỉ có thể đạt được bằng việc hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Nhưng trong vấn đề đối ngoại, theo giáo sư Thayen, đánh giá rằng sự bất ổn ở bộ máy lãnh đạo cấp cao hiện nay khó có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam trong việc cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin chính sách đối nội và đối ngoại của Tô Lâm sẽ ra sao khi nắm trọn quyền lực. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Tô Lâm bắt buộc phải xử lý Huy Đức sớm nhưng chậm công bố tin khởi tố?
vào ngày 1 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền các tin tức liên quan đến sự vắng mặt bất thường của nhà báo Huy Đức, một cây bút nổi tiếng trong làng báo Việt Nam. Cùng ngày, luật sư Trần Đình Triển, một đồng hương Hà Tĩnh của Huy Đức, cũng bị bắt giam nhưng không biết lý do. Phải tới tận ngày 7 tháng 6, truyền thông nhà nước Việt Nam mới chính thức công bố cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt tạm giam nhà báo Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân. Cả hai đều bị cáo buộc với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao hai ông Huy Đức và Trần Đình Triển đã bị bắt từ ngày 1 tháng 6 nhưng mãi tới tận ngày 7 tháng 6 thì Bộ Công an của Việt Nam mới công bố quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam với hai nhân vật này, những người vốn được cho là túi khôn của phe Hà Tĩnh. Trước đó, theo đài BBC, bạn bè của Huy Đức vẫn hy vọng rằng khả năng cao nhà báo sẽ được trả lại tự do sau thời gian ngắn tạm giữ. Nhiều ý kiến của giới thạo tin khẳng định các bên liên quan đang thương lượng để đi tới quyết định cuối cùng sẽ xử lý hay tha bổng cho nhà báo Huy Đức. Theo giới quan sát, những điều này cho thấy tới thời điểm tạm giữ nhà báo Huy Đức vào ngày 1 tháng 6, cuộc chiến quyền lực giữa Tổng Trọng và Chủ tịch Tô Lâm vẫn chưa ngã ngũ trong việc định đoạt ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Một câu hỏi đặt ra là tại sao cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phải vội bắt nhà báo Huy Đức trong điều kiện chưa quyết định chắc chắn là tạm giữ rồi có thể trả lại tự do hoặc giữ rồi khởi tố và bắt tạm giam. Theo giới quan sát, việc Bộ Công an quyết định câu lưu hai cái túi khôn của phe Hà Tĩnh là điều bắt buộc. Bởi để Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, nếu không bịt miệng hai nhân vật này, thì ông Tô Lâm và Bộ Công an lại rơi vào vết xe đổ như trong sự kiện Quốc hội bầu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước khá chật vật. Nếu ngược dòng thời gian vào ngày 19 tháng 5, trong cuộc họp báo giới thiệu chương trình nghị sự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông báo Quốc hội sẽ bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhưng sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm vì cấp có thẩm quyền chưa phê chuẩn nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Công an để thay thế. Ngay sau đó có rất nhiều ý kiến khác nhau bình luận thông báo vừa kể trên. Phe ủng hộ ông Tô Lâm khẳng định cựu Bộ trưởng Bộ Công an vẫn tiếp tục duy trì quyền lực của mình, đồng thời ca ngợi ông Tô Lâm đã hóa giải thành công sức ép từ phe Tổng Trọng đang chiếm số ghế áp đảo trong Bộ Chính trị. Nhưng bất ngờ, nhà báo Huy Đức lên tiếng phản đối cho rằng hiến pháp không cấm Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng, nhưng quyền lực nhà nước là chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, chứ không phải làm những gì pháp luật không cấm. Ngay lập tức, gió đã xoay chiều, công luận đồng tình với nhà báo Huy Đức và cho rằng ông Tô Lâm đã là Chủ tịch nước thì không thể đồng thời vừa làm Bộ trưởng Bộ Công an. Cũng ngay lập tức, cái loa Bùi Văn Cường cũng trở giọng chiều ngày 21 tháng 5 cho rằng Quốc hội đã đồng ý bổ sung thêm một nội dung vào chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 7, Quốc hội 15, theo đó Quốc hội thực hiện các quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và bầu Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm. Do vậy, sự kích động của Huy Đức đã đẩy Chủ tịch Tô Lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo giới phân tích, việc ông Tô Lâm bất ngờ bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an không phải hoàn toàn do dư luận, nhưng chắc chắn dư luận một phần quyết định trong đó, bàn tay của Huy Đức đã góp phần không nhỏ. Tương tự, Facebook Thái Lâm Phạm, một người nổi tiếng trên mạng xã hội trong một status phản biện tất cả các thể loại ca ngợi Huy Đức như một tượng đài này kia, đã cho rằng ngày xưa Huy Đức đánh bẫy khủng khiếp, ông ấy lôi thông tin từ thời đóng khố của bẫy ra nhằm bôi nhọ để mà hạ bệ. Trong khi kinh tế thì thể bẫy sụp sôi, đầu đầu cũng thấy nụ cười phơi phới. Và điều quan trọng nữa, đất nước khi đó sắp thoát chung thành công khi bẫy ngả hẳn sang Mỹ. Nhưng cuối cùng, nhờ công của Huy Đức, người ta đánh bại cái rẹt. Đấy, tất cả là nhờ một phần không nhỏ tài đánh đấm của Huy Đức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vì sao Tô Đại bắt buộc phải xử lý Huy Đức sớm nhưng chậm công bố tin khởi tố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de